Rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một củ bình vơ nha. Tên gọi khác là củ đồng tiền nhà mình. Cây sống khỏe rồi. Củ này có mã số là 362. Có đường kính củ nhà mình nha. Đường kính là 95 nha nhà mình. 95. Chiều cao tính từ mặt chậu nha. Là 30 nha nhà mình, 30. Củ này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1000k bao ship luôn chậu nha. Củ bình vôi đồng tiền. Đây, gần lá nha nhà mình. Nhìn nó nổi rất là đẹp nhà mình nha. Cây này có hoa màu cam và trái màu đỏ nha mình nha. Củ bình vôi đồng tiền. Đặc biệt cái củ này nhà mình, nó bị thương chỗ nào là nó tự liền chỗ đó luôn nha. Đây, như mặt sau này, chỗ đây nó bị thương rồi nha. Rồi nó tự liền bên trong lại luôn. Mình quái luôn nhà mình. Nó là dạng dây leo. Nhưng mà mình thích thì mình chơi dây leo. Còn không thích thì mình cứ thốn, thốn lại chơi bonsai nha. Cứ ra dài cái mình thốn, mình thốn. Rồi mã số 362, 1000k bao ship luôn chậu. Củ bình vôi đồng tiền nha. Rồi nhà vườn xin qua củ này luôn.